Rồi, đây là cái một cái đoạn live cam ha. Đây là mi đất của mình anh chị. Đó, mặt tiền dài miên man luôn ha. Được 102 mét mặt tiền và khu dân cư xung quanh của mình nha. Khá là đông. Dân cư xung quanh thì khá là sầm uất luôn anh chị ha. Đó, đường bê tông nè ha. Anh chị mình đâu đó từ bê tông nó đi thẳng cái quốc lộ là 2 km nha. Và đây là vị trí miếng đất của mình. Thì xung quanh đất mình nó có ranh giới rõ ràng giáp suối và trồng xung quanh hàng dừa ha. Đất của mình thì đang trồng xoài nhưng mà giáp ranh lại đang có một hàng dừa rất là rộng lớn, trái rất là nhiều và có một con suối chảy ha. Đó, xung quanh dân cư nói chung nhà cửa thì không có đông, cũng lai ra rồi hai ba căn cũng kế bên anh chị ha. Thì đất vườn thì năm với diện tích là 5.200 mét vuông mà có thổ cư 300 thổ cư sẵn ha, và đã có sổ hồng riêng pháp lý nó rõ ràng, pháp lý sạch an toàn ha, sang tên công chứng trong ngày chính chủ anh chị nha. Đó thì với cái hình dung như vậy, một miếng đất anh chị có thể về làm nhà vườn nghỉ dưỡng hoặc là xây xây mở chùa nè, làm nhà chùa rồi anh chị có thể về để ở hay là canh tác hay là đầu tư gì đó, nói chung vẫn ok ha. Rồi, xin kính chào cô chú và anh chị mình ha. Đây là mình đây, mình là Nguyễn Kim Lợi đây. Rồi, thì là lời nói đầu tiên ha. Thì hiện tại ở đây là 7 giờ, hơn 7 giờ sáng ha. Thì 7 giờ mấy sáng. Ở đây thì lại có mang đến cho anh Kim mình một miếng đất ha. Thì chính xác ở đây á, là miếng đất ở đây ở xã Gia Canh ha. Xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay là gửi đến cho anh chị là cái miếng đất của mình là có tổng diện tích ha là 5.193 mét vuông, tương đương là 5.200 ha, coi như là năm sào hai, năm sào hai. Nhưng mà đâu đó trên đất của mình đó thì có một điều đặc biệt ha, là đã có sẵn 100 mét thổ cư nha, 100 mét thổ cư thích hợp cho anh chị mình về làm nhà vườn nghỉ dưỡng hoặc là xây nhà hoặc là xây nhà chùa gì đó ha, xây chùa xây này kia, nói chung cũng khá là ok. Ở đây ha, chính xác đây là ở xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì miếng đất của mình anh chị có cái mặt tiền ha, hiển thị ha, từ bụi tre đó anh chị mình đi dài đến cái mặt tiền bê tông trên này ha, qua chiếc xe của mình luôn thì lên đến trên đó tới mặt tiền bê tông là mình được 102 mét nha. 102 mét mặt tiền hiển thị và miếng đất của mình có mặt tiền quay về hướng bắc và tây bắc nha. Mặt tiền quay về hướng tây bắc anh chị ha. Quay về hướng tây bắc. Thì đất của mình hiện tại là đang trồng xoài ha. Nói chung nhìn cũng khá là ấn tượng ha. Miếng đất ở đây có chủ đang trồng một vườn xoài anh chị ha. Xoài này là xoài Đài Loan nha. Xoài Đài Loan. Thì cái ranh giới của mình á, giáp ranh với cái hàng dừa này, thì ở dưới hàng dừa này là đất của mình ranh giới tới đây. Ở dưới hàng dừa này có một con suối anh chị ha, có một con suối. Suối thì mùa này hiện tại ở đây thì chắc cũng đã khô ha, đó cũng đã khô rồi, hiện tại chỉ còn một ít nước thôi. Đây, đất mình giáp suối ha. Suối này thì tới mùa nước, mùa mưa thì sẽ rất là nhiều nước ha. Mà hiện tại thì mùa này mùa khô đầu năm
cho nên là con suối cũng không có nhiều nước cho lắm anh chị ha. Dừa thì xung quanh khá là đông, khá là nhiều ha. Miếng đất của mình thì đang trồng xoài vậy nè, cũng khá là bằng phẳng đi ha. Đất này thì không có đá nha anh chị, đất này không có đá. Đây thì miếng này là sổ hồng riêng ha. Miếng này thì sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, an toàn ha. Xem tên, công chứng trong ngày, chính chủ. Với một miếng đất trồng xoài như thế này và trên đất đã có sổ hồng riêng và pháp lý rõ ràng, an toàn ha, sang tên công chứng trong ngày, chính chủ. Thì với cái tổng diện tích 5.200 mét vuông này thì có 300 thổ cư, thì giá chính chủ mong muốn đang kêu bán là 2 tỷ 700 triệu nha, 2 tỷ 700 triệu. Thì giá này vẫn còn gặp trực tiếp chính chủ mình thương lượng về giá cả em nha. Ngày xưa thì có cái nhà ở đây ha, chủ cũng làm một cái móng nè ha, cái nhà ở đây, nhưng mà hiện tại không có ở nữa. Đây thì vòng vòng ở đây thì dân cư cũng có ha, kế bên mình có ba cái nhà ở cuối đất, còn đầu phía trên đất đi ra thì có được hơn 10 cái nhà. Kế bên mình có cái nhà nè, xanh xanh đằng đó anh chị ha. Nhà cửa xung quanh thì cái lai cam, có đoạn lai cam thì lại cũng đưa lên cho anh chị mình cùng xem ha. Đó, có nhà cửa này kia đầy đủ. Đất này thì đường này thì hiện tại thì ô tô vào tận nơi hết nha anh chị nha. Ô tô vào tận nơi. Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ gì đó vào được hết ha. Đó. 5.200 mét vuông. Pháp lý sạch, sổ hồng riêng, sang tên công chứng trong ngày, chính chủ. Giá chính chủ kêu cho 5 sào 2 này có 300 thổ cư là 2 tỷ 700 triệu nha. Giá vẫn còn thương lượng trực tiếp với chính chủ ha. Rồi, bây giờ là sẽ chạy chiếc xe ở đây đi ra ngoài hướng ngoài chạy ra quốc lộ luôn. Cho cô chú anh chị mình cùng xem luôn ha. Ở đây chạy ra đường nhựa nè, rồi ra quốc lộ, đường bê tông, rồi ra đường quốc lộ ha. Rồi, giờ là sẽ từ trong đất ha, chạy ra ngoài là hướng ngoài đường cho anh chị xem nhé. Miếng đất của mình thì giáp với đường bê tông ha. Đất của mình giáp với đường bê tông thì nó cách bê tông đâu đó như giáp luôn ha. Cái miếng đất của mình, cái đầu đường đất đi vô á, nó giáp với cái đoạn bê tông luôn đó. Đường xá khá là ok ha. Bên này cũng có một, đây cũng có một miếng suối nè, cũng năm sào mấy đó ha, cũng giá đợt đó là 3 tỷ ha. Hôm nay chủ hạ giá rồi, rồi cũng lâu quá là cũng chưa hỏi lại lâu đó. Chung cũng năm sào mấy, cũng 300 thổ cư á, bên đó đó cũng giống như miếng này nè, cũng gần nhau luôn, cách hai miếng cách nhau đâu đó khoảng 100 mét ha. Đó thì đây đường bê tông ha, dân cư anh chị ha, đường bê tông khu dân cư. Thì nếu mà lại quay từ đây ra quốc lộ 20 á thì một cái đoạn
đoạn video á nó khá là nhiều ha, cho nên là chỉ quay sơ cái đường này thôi. Thì ở đây anh chị mình cứ đi thẳng ra ngoài luôn, là tầm 2 km nữa là mình sẽ ra đến quốc lộ 20 ha, 2 km thôi, từ trong đất đi ra quốc lộ 20 rồi chỉ có 2 km, trên 2 km một tí ha, là mình sẽ gặp quốc lộ 20. Chứ bây giờ lại cầm cái máy quay mà quay từ đây đi ra ngoài tới quốc lộ 20 thì nó rất rất là xa, và anh chị xem video cũng đôi khi cũng không có dễ chịu lắm ha. Đây, quay một đoạn nữa thôi rồi ra quốc lộ 20 cho cô chú anh chị mình xem ha. Thôi thì chịu khó xem ha, để em chạy ra quốc lộ 20 luôn, chạy quốc lộ 20 ngoài rồi cho anh chị cùng xem luôn. Dân cư khá đông ha, dân cư khá là đông. Lỡ rồi anh chị chịu khó xem video ha, lại sẽ chạy ra ngoài quốc lộ luôn ha. Đó, thì cái bê tông kia là bê tông nhỏ ha, thì mình sẽ ra bê tông lớn. Thì ở đây anh chị mình đi ra quốc lộ 20 nữa là 500 m nha. Thank you.
Và phía trước của mình là quốc lộ 20 nha anh chị. Ở đây là quốc lộ 20 nha. Thì cái hướng này nè, anh chị mình đi đâu đó thì tầm khoảng 200 cây ha, mình sẽ lên hướng thành phố Ngàn Hoa của Đà Lạt anh chị ha. Hướng này nè, anh chị mình đi đâu đó là tầm khoảng 100 km ha, mình sẽ gặp Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh ha. 100 km mình sẽ gặp Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh. là 100 cây số nha, mình sẽ gặp từ thành phố Hồ Chí Minh. Còn phía trên này thì anh chị mình đi đâu đó tầm 200 cây là mình về thành phố Đà Lạt nha. Rồi, xin cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều. Đây là hình sổ mình anh chị, từ ban đầu số 43 thì đất số 73 ha. Thì ấp này là ấp 8 xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Diện tích đất của mình là 5.193 m², hình thức sử dụng là sử dụng riêng. Còn mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn có 300 mét thổ cư ha. Đó, thì thời hạn sử dụng là đến 2060. Đó, thời hạn sử dụng đất ở lâu dài nha. Rồi, hình đất của mình đây nha anh chị ha. Ở đây là một cái con suối, ở đây đất đang trồng xoài ha, và đây là mặt tiền đường đất nè. Thì miếng đất của mình anh chị, xã Gia Canh nè, Định Quán, Đồng Nai ha. Thì cái miếng đất của mình mặt tiền có được 102 mét mặt tiền ha. Đó, bên đây có mặt tiền hiển thị thêm nữa nè nha. Còn đây là con suối anh chị ha. Đó, tờ 43 là thửa 73, diện tích 5.193 m², ONT màu hồng là ở nông thôn ha. Đất trồng cây lâu năm kết hợp đất tại nông thôn ha. Thì ở đây có 90 m² đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đầu gốm anh chị nha. Thì cái chấm đỏ ở đây là chấm đỏ đặt cái vị trí ở đây ha, miếng đất ha. Thì ở đây là quốc lộ 20 luôn nè. Từ trung đất ở quốc lộ 20 tầm khoảng 2 cây số anh chị ha. Bên này là hướng chợ Gia Canh nè, của km 115 chợ Gia Canh ở Định Quán, Đồng Nai, đá Ba Chồng ha. Đó, chợ Định Quán nè, đó, thị trấn Định Quán luôn ha. Anh chị mình đi quốc ga quốc lộ 20 tầm 2 cây số thôi là ra đến quốc lộ 20 nha. Anh chị sẽ rẽ phải nè, anh chị sẽ về hướng thị trấn Madagui nè, là anh chị sẽ về hướng Lâm Đồng Đà Lạt ha, là về Lâm Đồng Đà Lạt tầm khoảng 200 cây ha. Còn chị rẽ trái thì sẽ về hướng thị trấn Định Quán, rồi về hướng Túc Trưng, Phú Cường, Phú Túc, Dầu Dây, Gia Kiệm ha. Là anh chị sẽ về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Đâu đó là 100 đến 105 cây ha. Rồi, xin cảm ơn rất nhiều ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã dành thời gian xem video. Chúc cho cô chú anh chị mình có một buổi tối thật là nhiều niềm vui, nhiều ý nghĩa trong cuộc sống và gia đình bên người thân của mình ha. Rồi, cô chú anh chị có thiện chí mình quan tâm mình alo cho lại, rồi có để số điện thoại trên màn hình video nha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị mình ha đã dành thời gian xem video. Cô chú anh chị mình hãy nhấn đăng ký kênh, ấn like và đăng ký kênh của Lợi để theo dõi những video hàng ngày, để Lợi có thể ra những sản phẩm biết đâu có thể hợp ý và vừa với cái tầm túi tiền của anh chị, hoặc là một mảnh đất phù hợp với anh chị đang mong muốn ha. Rồi, cho Lợi xin một lượt đăng ký ha, để Lợi có động lực ra video hàng ngày để gửi đến quý cô chú anh chị mình nha. Rồi, Lợi xin cảm ơn rất nhiều ạ. Video kết thúc tại đây nha.